Ca sĩ Phương Thanh, showbiz việc chuẩn bị có cuộc phong sát quy mô lớn. Chia sẻ mới nhất của Phương Thanh đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Mới đây, ca sĩ Phương Thanh đã có một status gây chú ý. Showbiz chuẩn bị tinh thần nha. Mọi người chuẩn bị tinh thần và cảm xúc nha. Nghệ sĩ em cũng chuẩn bị thần lực, lên đèn, lên đồ, sáng trưng luôn nha. Chia sẻ của Phương Thanh khiến netizen không khỏi liên tưởng đến những sự kiện ồn ào của làng giải trí dạo gần đây. Bài đăng đăng nhận được lượt tương tác cao từ Phương Thanh, một số bình luận của nữ ca sĩ dưới status trên. Thời gian qua, bối cảnh showbiz ngày càng nóng lên vì một loạt drama liên quan đến các tên tuổi kỳ cựu, đình đám. Trong đó, đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại có lẽ là vụ hàng loạt nghệ sĩ liên tục bị gọi tên trong nghi vấn ăn chặn từ thiện. Thậm chí, Bộ Công an cũng xác nhận đã nhận được nhiều đơn tố cáo về một số cá nhân nghệ sĩ có hành vi chiếm dụng lừa đảo, chiếm dụng từ thiện thông qua hành vi kêu gọi, quyên góp. Ngay sau khi nhận được những đơn tố cáo này, bộ công an đã lập tức phối hợp với các tỉnh miền Trung từng nhận được khoản hỗ trợ từ nghệ sĩ để tra soát, kiểm kê số tiền nhận được có đúng như những gì đã công bố trên truyền thông hay không. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Thanh có chia sẻ liên quan đến giới nghệ sĩ hay showbiz. Chanh dùng hai từ nghệ thuật thay cho chữ showbiz nhé mọi người. Nghệ thuật nó đỉnh cao hơn showbiz, mong muốn của những người nghệ sĩ được làm nghề và cái duyên nghiệp nghệ sĩ tươi đẹp. Chanh cảm ơn các anh BCA, đúng mà. Xử lý kết luận cho nhanh và xong luôn để mọi thứ trở về với cuộc sống bình thường mới. Nữ ca sĩ từng viết trên trang cá nhân, trở lại với status nói trên, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hóng. Nhưng qua những chia sẻ của Phương Thanh, rất khó để xác định liệu có phải cô đang muốn nói đến những ồn ào gần đây của showbiz hay không. Có lẽ chúng ta cần chờ đợi thêm những chia sẻ cụ thể hơn từ phía giọng ca đêm lao sao. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.